Mickey là một chú chó mồ côi mẹ. Chú chó rất thông minh và nhanh nhẹn. Tự lập từ nhỏ nên chú chó rất tinh nghịch. Được mẹ tôi chăm sóc tận tình và chu đáo. Hôm nay em phải đi ship hàng đấy, các bác ạ. Bây giờ mama đi rửa mặt cho em đây. Rửa mặt xong tôi ăn sáng. Đây là chiếc xe của tôi. Ôi dồi ôi, mama bảo tôi đi ship hàng trước. Để mama ở nhà chế biến đồ ăn sáng cho tôi. Không không, con không biết nhà ai đâu. Đi đi mà, mama ở nhà nấu cháo cho con. Vâng. Đây con ship hoa đu đủ đực này cho ông Phấn, nhé, 1kg 200.000. Vâng, mà mời con đi. Đi đường nào đây?
phải nhà này không ta? Ông Phấn ơi, không có ai ở nhà rồi, hay là chưa ngủ dậy nhỉ? Thôi về đã. Ba hai một chạy. Nhưng về mâm ơ có mắng không nhỉ? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Chú chim câu đang làm tổ để chim cái đẻ trứng. Ôi đau bụng quá rồi, đi ra đi. Thank you.
bạn thấy Miki giỏi, hãy like, chia sẻ video ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.